Hồi ức của một geisha là tiểu thuyết của Arthur Gordon, tiểu thuyết phác họa một bức tranh đa dạng và nhiều chiều về thế giới geisha huyền bí của Nhật Bản với tâm hồn đẹp của một kỹ nữ huyền thoại tên gọi Sayuri. Năm 1929, cô bé Chio mới 9 tuổi, xuất thân trong một làng chài được bán cho một nhà geisha ở quận Gion, Kyoto. Mẹ cô bị ốm nặng rồi mất, cả hai chị em đều bị bán lên Kyoto. Chị Chio bị bán vào một nhà chứa, còn Chio bị bán vào một nhà geisha. Chính vì vẻ xinh xắn và đôi mắt xám đặc biệt, Chio bị đối xử thậm tệ bởi đàn chị Hachimono, một geisha xinh đẹp và nổi tiếng của vùng Gion. Lo sợ bị Chio cướp mất quyền thừa kế tài sản của nhà geisha này, Hachimono tìm mọi cách để tiêu diệt Chio từ khi còn trong trứng nước. Tuy nhiên, mặc sự chèn ép của Hachimono, càng lớn Chio càng xinh đẹp. Cùng sự nỗ lực học hỏi từ Mameha, một geisha lão luyện, cô trở thành một kỹ nữ tài năng với nghệ danh là Sayuri. Geisha không đơn thuần là một gái làng chơi. Thế giới geisha rất thần bí, và những người muốn trở thành geisha phải trải qua một quá trình đào tạo nghiêm ngặt với rất nhiều bộ môn như vũ đạo, đàn hát, kể chuyện, pha trà, giao tiếp, ứng xử. Phần lớn các kỹ nữ được bán về đây từ nhỏ và bị tước mất tự do. Sayuri được vào trường học dành cho các geisha. Cô kiên trì học hỏi và ngày càng hoàn thiện chính mình. Vẻ đẹp kiều diễm của Sayuri làm cho không ít các khách làng chơi điêu đứng, nhưng cô lại đem lòng yêu một vị đại gia nằm ngoài tầm với của một cô gái theo nghề geisha. Một tình cảm lạ lùng chớm nở trong lòng cô bé Chio thuở nào khi gặp ông chủ tịch có đôi mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp bên cây cầu lúc mới 14 tuổi. Hôm ấy, chủ tịch cho Chio tiền mua kem và tặng cô một chiếc khăn mùi xoa. Đó lại chính là động lực để Chio không ngừng phấn đấu hoàn thiện mình, rút ngắn khoảng cách đến trái tim người cô yêu thương. Tình yêu ngang trái của Chio đặt trong bối cảnh thế giới geisha đa dạng và phức tạp, mang lại cho người xem một cái nhìn rõ nét hơn về geisha Nhật Bản. Những người không đơn giản như người ta vẫn nhìn nhận với hình ảnh của những kỹ nữ. Tiểu thuyết phản ánh bi kịch của một cộng đồng geisha ở Kyoto đầu thế kỷ 20. Geisha là những người bị tước bỏ quyền được yêu, quyền được sống một cuộc sống bình thường. Những geisha như Mameha trở nên khô cứng, dù Hachimono trở thành con người với mối thù ghét Sayuri, nhưng ẩn sau đó lại là khao khát được yêu thương. Còn với Sayuri, dù đã trở thành một geisha huyền thoại, song cô vẫn không đạt được tình yêu của mình.